chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 17 tháng 11 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên trường Chính trị Nguyễn Văn Linh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên họp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cần quyết liệt hơn nữa trong triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến chúc mừng các thầy cô giáo trường Chính trị Nguyễn Văn Linh. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh hiện có tổng số viên chức là 50 đồng chí, trong đó có 38 đồng chí là giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Trong những năm qua, trường đã đào tạo được hàng ngàn cán bộ cho tỉnh. Năm 2022, trường phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 duy trì việc quản lý học tập của hai lớp cao cấp lý luận chính trị với 110 học viên, đảm bảo việc quản lý và giảng dạy 17 lớp với hơn 1.200 học viên hệ trung cấp lý luận chính trị hành chính và trung cấp lý luận chính trị. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tặng lãng hoa chúc mừng các thầy cô giáo trường Chính trị Nguyễn Văn Linh. Đồng chí chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, đoàn kết, yêu nghề, có nhiều sáng tạo trong công tác giảng dạy, đồng thời là tấm gương tự học, tự rèn luyện để các thế hệ học viên noi theo, phấn đấu xây dựng trường chính trị trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh có phẩm chất đạo đức chính trị tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, chung sức xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, xứng đáng với ngôi trường chính trị mang tên đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án trọng điểm và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh chủ trì hội nghị. Đến ngày 16 tháng 11, Hưng Yên đang triển khai 6 dự án trọng điểm, gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ và dự án đường Tân Phúc Võng Phan, đường DT386C. Đến thời điểm này, ngoài dự án đường Tân Phúc Võng Phan, 5 dự án còn lại các nhà đầu tư đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương có dự án nằm trên địa bàn tích cực triển khai các bước theo quy trình như hoàn thiện hồ sơ thuê đất, rà soát, lập danh sách các hộ dân nằm trong phạm vi thu hồi của dự án, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, lập phương án đền bù. Trong đó, có 3 dự án đã triển khai tiếp các bước, ra quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả tiền bồi thường cho hộ dân. Tuy nhiên, đến nay, khối lượng cần giải phóng mặt bằng ở một số dự án vẫn còn nhiều vướng mắc, một số hộ dân chưa nhất trí nhận bồi thường. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh nhấn mạnh, các dự án trọng điểm trên là những dự án lớn quan trọng của tỉnh. 5 trên 6 dự án trọng điểm trên là dự án công nghiệp với quy mô 965 ha. Đến nay đã hoàn thành khoảng 1/3 công việc cần thực hiện. Việc thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh đang chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra. Các ngành địa phương cần quyết liệt vào cuộc, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tăng cường vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của dự án, quy định của pháp luật trong việc triển khai dự án. Các sở ngành địa phương chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tiến độ triển khai, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp khẩn trương triển khai đền bù giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đã hoàn thành các thủ tục giải phóng mặt bằng xong đến đâu giao đất cho chủ đầu tư ngay đến đó để triển khai các dự án đúng tiến độ. Đến thời điểm này, thị xã Mỹ Hào đã giải ngân vốn đầu tư đạt cao so với dự toán tỉnh giao.
Cụ thể, thị xã đã giải ngân vốn đầu tư công được gần 200 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch tỉnh giao, trong đó chi từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung đạt 100% kế hoạch, chi từ nguồn thu tiền sử dụng đạt 79% kế hoạch tỉnh giao, chi từ nguồn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đạt 100% kế hoạch, nguồn vốn được phân bổ cho 83 dự án công trình, trong đó 43 dự án công trình năm 2021 chuyển tiếp, 10 dự án công trình đầu tư năm 2022. Một số công trình tiến độ giải ngân đạt cao là cải tạo chỉnh trang hệ thống thoát nước khu vực nội thị, xây dựng khu di tích Nguyễn Thiện Thuật, cải tạo nâng cấp đường từ quốc lộ 5 đến khu công nghiệp Thăng Long 2. Mỹ Hào phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành giải ngân vượt mức kế hoạch tỉnh giao. Hiện nay, thị xã đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị chức năng chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng. Các đơn vị được giao vốn có văn bản cam kết lộ trình giải ngân vốn, rà soát điều chỉnh ngay các công trình dự án không khả thi để điều chuyển vốn cho phù hợp, có hiệu quả, đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác thẩm định các hồ sơ báo cáo. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại thuận tiện cũng như từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xã Lệ Xá huyện Tiên Lữ đã và đang tích cực vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng và hiến đất mở rộng 3 tuyến đường giao thông nông thôn. 3 tuyến đường được làm mới nằm tại 3 thôn là Giai Lệ, Phù Liễu và thôn Phí Xá với tổng chiều dài hơn 2 km, trong đó xã làm chủ đầu tư với số tiền trên 20 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Kết quả sau hơn 2 tháng triển khai, đã có gần 100 hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường từ 3m thành 6m với diện tích 1.000 m2. Tiêu biểu như hộ ông Bùi Văn Nhuận, ông Nguyễn Văn Linh, thôn Phù Liễu hiến hơn 80 m2 đất. Ngoài ra, xã cũng đầu tư hệ thống thoát nước, cột điện, đèn điện chiếu sáng, giúp nhân dân đi lại thuận tiện. Cùng với hiến đất mở rộng đường, các hộ dân dọc tuyến đường đang tập trung thuê máy móc để phá tường bao các hạng mục của gia đình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước kia con đường này ngập mưa gió bụi bẩn, nay được các cấp chính quyền tạo điều kiện làm cho con đường này, người dân chúng tôi phấn khởi. Riêng nhà gia đình nhà tôi là hiến 30 mét chiều dài. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, thành phố Hưng Yên, các huyện Ân Thi, Yên Mỹ đã tổ chức gặp mặt tôn vinh nhà giáo tiêu biểu. Thành phố Hưng Yên có 55 cơ sở giáo dục, trong đó có 50 cơ sở giáo dục công lập và 5 cơ sở giáo dục ngoài công lập với 1.415 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý. Có 38 trên 55 trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2022. Quy mô mạng lưới giáo dục các cấp học tiếp tục được củng cố, sắp xếp theo hướng tinh gọn và tập trung, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Trong buổi gặp mặt, các giáo viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng thời trao đổi tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Những năm qua, các thế hệ nhà giáo huyện Ân Thi đã dành nhiều tâm huyết trách nhiệm đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện ngày càng phát triển. Đến nay, trên 90% đội ngũ cán bộ, giáo viên thành thạo kỹ năng khai thác, áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Số lượng học sinh thi tuyển sinh lớp 10 và trúng tuyển vào các trường đại học luôn đạt chất lượng khá trong tỉnh. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo huyện có 8 tập thể được tặng danh hiệu tập thể xuất sắc, 10 cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi đã tặng giấy khen cho 40 giáo viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giáo dục đào tạo. Những năm qua, các thế hệ nhà giáo huyện Yên Mỹ đã dành nhiều tâm huyết trách nhiệm đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện ngày một phát triển đi lên, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Hiện nay, huyện có 66 trường học và trung tâm giáo dục và đào tạo, trong đó có 46 trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia. Sau tái lập huyện đến nay, ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Mỹ đã có 4 đơn vị vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động, 5 tập thể được tặng cờ thi đua của chính phủ. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Mỹ giai đoạn 2012-2022 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ khen thưởng.
quý vị và các bạn, thực hiện đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Công an tỉnh Hưng Yên đã tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị doanh nghiệp triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. Và sau đây là ghi nhận tại huyện Tiên Lữ. Hôm nay, ngay từ 7 giờ sáng, tổ công tác gồm 5 người của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an huyện Tiên Lữ đã có mặt tại công ty cổ phần may Thống Nhất đóng trên địa bàn xã Phương Triều để làm các thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho trên 400 công nhân có hộ khẩu trên địa bàn huyện. Do có sự phối hợp nên mọi thông tin như thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của công nhân đã được công ty hỗ trợ cung cấp cho tổ công tác nhập dữ liệu từ trước. Công dân chỉ phải thực hiện đối chiếu thông tin, chụp ảnh và lăn vân tay nên việc làm thủ tục được thực hiện rất nhanh. Tôi cũng nghe thấy đài truyền thanh ở xã như tôi đã thông báo, nhưng vì chúng tôi là công nhân mà không có thời gian đi làm được thì cả đường lên huyện thì cũng xa. Và công an huyện về tại công ty làm cho chúng tôi là rất chi là thuận lợi. Sau này tất cả các loại giấy tờ của chúng tôi thì chỉ cần trình mẫu thẻ căn cước công dân đã có đầy đủ các thông tin là được tích hợp hết. Để không bị ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh cũng như là tạo điều kiện cho người lao động trong công tác chuyển đổi số, tiết kiệm được thời gian, chúng tôi cố gắng sắp xếp kết hợp với cơ quan công an để hoàn thiện cấp mã định danh điện tử cho người lao động một cách nhanh nhất có thể. Nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng công dân số của đề án 06 trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh với tinh thần chủ động, trực tiếp, sáng tạo, đến nay, công an huyện Tiên Lữ đã cấp căn cước công dân gắn chip cho gần 83.000 người, đạt gần 97%. Hiện toàn huyện chỉ còn khoảng 2.800 người chưa được cấp căn cước công dân là do đang vắng mặt tại địa phương. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, công an huyện đã thành lập 2 tổ công tác, trong đó một tổ làm việc tại trụ sở công an huyện, một tổ lưu động trực tiếp xuống các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp có số lượng công nhân đông để phối hợp thực hiện hướng dẫn, thu nhận hồ sơ, tích hợp các thông tin cá nhân vào tài khoản định danh điện tử cho gần 13.000 công dân và là địa phương có tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử nhanh nhất tỉnh. Đội quản lý hành chính đã tham mưu cho lãnh đạo công an huyện, trước hết là xuống các cái công ty doanh nghiệp ở trên địa bàn để thực hiện cấp cái định danh điện tử phục vụ công nhân đi lại không mất thời gian lên công an huyện. Giờ giấc làm việc của công ty, toàn bộ những đối tượng này là đối tượng trẻ có số SIM chính chủ, điện thoại thông minh đủ cái điều kiện để thực hiện cái việc mà cấp định danh điện tử. Với vai trò chủ công trong triển khai thực hiện đề án 06, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đang tăng cường quyết liệt tập trung thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay cho 100% công dân trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn công dân kích hoạt ứng dụng VNEID để tiện thực hiện các giao dịch dân sự, thủ tục hành chính thay căn cước công dân gắn chip nhằm góp phần phục vụ chương trình chuyển đổi số. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên liên tục có những chỉ đạo về việc đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19, mới nhất là tại thông báo số 403 ngày 10 tháng 11, nhưng hiện nay tiến độ tiêm ở một số địa phương có xu hướng chậm, tỷ lệ thấp, nhất là tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này và trách nhiệm thuộc về ai? Tìm hiểu của phóng viên thời sự ngay trong sáng nay. Đây là điểm tiêm mũi 3, mũi 4 cho cán bộ công chức viên chức các sở ngành của tỉnh trong 2 ngày 16 và 17 tháng 11. Chưa bao giờ nhân viên tiêm chủng lại nhàn như đợt này. Ngày hôm qua thì tiêm tổng số cả ngày là được có 7 trường hợp ạ. Thì buổi sáng được 5 và buổi chiều được có 2 thôi ạ. Ngày hôm nay thì từ sáng đến giờ thì hiện tại cũng chưa có trường hợp nào đến tiêm ạ. Đợt tiêm tại trạm y tế xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, sáng nay chỉ có hơn 10 mũi vaccine được tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, trong khi lượng vaccine được tiếp nhận là 380 liều. Chúng tôi cũng đã phối hợp với ban chỉ đạo tuyên truyền cùng với giáo viên nhà trường ấy, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh rồi, nhưng mà do các bậc phụ huynh không đưa các cháu đi tiêm. Trường tiểu học xã Liên Phương có hơn 860 học sinh nhưng vẫn còn trên 210 học sinh chưa tiêm mũi nào. Cũng mới chỉ có gần 400 em tiêm đủ 2 mũi liều cơ bản, tỷ lệ chưa đạt đến 50%. Đây cũng là tình trạng chung ở một số phường xã khác trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Địa phương mới đạt 39% mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và 44% mũi 3 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi.
trong nhân dân đã có tư tưởng về lơ là với dịch bệnh, coi là cái dịch bệnh này nó còn không còn nặng nề như cũ. Điều thứ hai là cũng có một số những cái thông tin không chính thống mà nói rằng là có những cái tác dụng là không mong muốn của vaccine gây lại. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh thực tế về cái lợi ích của tiêm vaccine. Đấy, lợi ích đây là rất hiệu quả trong vấn đề chi phí về y tế và cũng hiệu quả nhất trong vấn đề đảm bảo sức khỏe. Hiện Hưng Yên thuộc nhóm có tỷ lệ tiêm khá thấp so với cả nước. Thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm, Yên Mỹ là các địa phương có tỷ lệ tiêm thấp ở cả 3 nhóm đối tượng. Trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức cho người dân đi tiêm thuộc về chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch của các địa phương, chứ không thể khoán trắng cho ngành y tế. Chúng tôi mong muốn được sự vào cuộc của tất cả các ban ngành đoàn thể, trong đó là khâu về tuyên truyền, vận động và tổ chức của địa phương là rất là quan trọng. Ngành y tế đã chịu trách nhiệm, đôn đốc hướng dẫn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và đảm bảo cái vaccine cung cấp cho các cái điểm tiêm. Còn ban chỉ đạo và phối hợp với Sở Giáo dục thì rà soát các cái đối tượng để làm sao chúng ta tiêm đảm bảo đúng với cái tỷ lệ theo yêu cầu đặt ra. Trong sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh bố trí tổ lưu động đến tiêm vaccine cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Đi tìm người tiêm thay vì đợi người đến tiêm, đây cũng là biện pháp được khuyến khích trong bối cảnh nhiều người không mặn mà với việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 18 tháng 11, tại khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang sẽ thực hiện diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Để cuộc diễn tập diễn ra thành công, thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương liên quan đã tích cực chủ động tổ chức lực lượng phương tiện tham gia luyện tập theo kịch bản. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh sẽ diễn ra vào sáng mai, ngày 18 tháng 11 năm 2022, tại tòa Park 1, khu căn hộ Vịnh Thủy Aquabay, thuộc khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra theo kịch bản gồm 4 giai đoạn, gồm công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh và các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện Văn Giang tham gia phối hợp, huy động các đơn vị thuộc công an tỉnh tham gia phối hợp cứu người, cứu tài sản, chữa cháy, triển khai công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội chi viện tham gia phối hợp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, dập tắt đám cháy. Để cuộc diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đạt mục đích yêu cầu đề ra, thời gian qua các cơ quan đơn vị địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất theo đúng kế hoạch, kịch bản được duyệt. Tổ chức luyện tập thuần thục các tình huống theo kịch bản đã xây dựng. Trong quá trình tập luyện thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như chính quyền địa phương và công ty cổ phần tập đoàn EcoBắc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tham gia tập luyện theo kịch bản đề ra. Công an tỉnh cũng đã tích cực chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo diễn tập, xây dựng kế hoạch kịch bản, phân công nhiệm vụ và tổ chức cho các lực lượng tham gia luyện tập. Đây cũng là lần đầu tiên địa bàn tỉnh ta tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ quy mô cấp tỉnh. Qua đây thì cũng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngay từ cuối tháng 10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp hướng dẫn các lực lượng tập luyện lịch tổng duyệt vào ngày 15 tháng 11. Hiện nay công tác chuẩn bị công tác hậu cần, trang trí khánh tiết phục vụ chuẩn bị bài bản chu đáo, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc diễn tập. Sáng nay tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Ân Thi đã tổ chức cưỡng chế thi hành án, bản án dân sự có hiệu lực thi hành gần 13 năm và người phải thi hành đã tìm nhiều lý do không tự nguyện thi hành. Bản án dân sự phúc thẩm số 36 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử ngày 9 tháng 12 năm 2009. Người phải thi hành là anh Nguyễn Văn Khánh. Anh Khánh đã mất, đến nay chuyển giao cho chị Nguyễn Thị Lụa và anh Khánh có địa chỉ tại xã Quang Vinh. Người được thi hành án là bà Nguyễn Thị Thoa ở xã Đào Dương. Theo đó, chị Nguyễn Thị Lụa phải trả cho bà Nguyễn Thị Thoa diện tích 161m2 đất, đo thực tế là 180m2 thuộc thửa số 244, tờ bản đồ số 08, thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi và tháo dỡ công trình xây dựng trên đất. Quá trình tổ chức cưỡng chế, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản.
Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc sáng 17 tháng 11 thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại ra vùng biển phía đông của bán đảo. Hàn Quốc coi đây là một hành vi khiêu khích, tiếp nối sau một loạt các vụ phóng tên lửa trước đó. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc sáng 17 tháng 11 thông báo Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại ra bờ biển phía đông của bán đảo. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ phát hiện vụ phóng lúc 10 giờ 48 phút theo giờ địa phương và đây là một vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên trong vòng hơn một tuần qua. Hiện quân đội Hàn Quốc đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện và hợp tác chặt chẽ với lực lượng của Mỹ sau vụ phóng. Vụ việc cũng diễn ra chỉ 2 ngày sau khi các đặc phái viên hàng đầu về hạt nhân của Hàn Quốc và Trung Quốc điện đàm về vấn đề bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh quan ngại gia tăng liên quan đến khả năng Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân nữa. Tổng thống đắc cử Brazil, ông Lula da Silva cam kết sẽ chấm dứt tình trạng phá rừng Amazon và sẽ đưa quốc gia Nam Mỹ trở lại trung tâm thảo luận về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Phát biểu sau khi tham dự hội nghị COP27 tại Ai Cập, ông Lula da Silva cho biết, trong 3 năm đầu tiên dưới thời của Tổng thống Jair Bolsonaro, diện tích rừng Amazon bị tàn phá đã tăng tới 73%, đồng thời khẳng định tình trạng này cần phải chấm dứt ngay lập tức và chính phủ mới sẽ đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm môi trường sau một thời gian liên tục gia tăng một cách đáng báo động. Tổng thống đắc cử Brazil cũng nhấn mạnh cam kết thành lập một bộ của các dân tộc thổ dân, vốn là những người phải chịu đựng nhiều nhất trước những tác động của tình trạng tàn phá rừng và các loại tội phạm môi trường khác, để chính họ là những người đưa ra những đề xuất với chính phủ về những chính sách bảo vệ những khu vực mà họ sinh sống. Ông Lula da Silva cũng bày tỏ hy vọng sẽ tăng cường liên minh giữa Brazil, Congo và Indonesia, ba quốc gia sở hữu tới 53% diện tích rừng nhiệt đới trên trái đất, để cùng nhau tìm kiếm cơ chế tài trợ bền vững cho các chương trình bảo vệ thiên nhiên. Ngoài ra, Brazil cũng có ý định tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa các nước vùng Amazon để có thể thảo luận về sự phát triển của vùng này với sự hội nhập xã hội và trách nhiệm đối với môi trường. Xin chuyển sang các tin tức khác. Các nhà khoa học tại Anh đang nghiên cứu và ứng dụng một thiết bị được gọi là đôi chân robot có khả năng giúp đỡ nạn nhân đột quỵ có thể lấy lại khả năng vận động một cách nhanh chóng hơn. Những đôi chân robot như thế này đang giúp nạn nhân đột quỵ có thể đi lại khi kết hợp với vật lý trị liệu truyền thống. Các nhà nghiên cứu ở miền Nam nước Anh đang chứng kiến sự cải thiện đáng kể trong khả năng vận động của bệnh nhân đột quỵ khi sử dụng thiết bị của họ. Trong thử nghiệm, sau 10 tuần sử dụng, 34 bệnh nhân đột quỵ vốn đi lại khó khăn thì nay đã có thể đi bộ nhanh hơn. Người ta đã chứng minh rằng các thiết bị robot cùng với vật lý trị liệu đã giúp ích cho những người bị đột quỵ. Nếu sử dụng kết hợp cả hai, tác dụng sẽ thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ tập vật lý trị liệu. Chúng tôi đang cố gắng xem xét liệu việc sử dụng một thiết bị robot tại nhà và kết hợp với vật lý trị liệu có tác dụng lớn hơn so với các thiết bị máy móc được sử dụng trong các bệnh viện và phòng khám hay không. Amy Rai là giảng viên cơ sinh học tại Đại học Portsmouth, một trong những bệnh nhân trong nghiên cứu đã được cung cấp cho một chiếc chân robot có dây đeo và được hướng dẫn sử dụng nó trong một khoảng thời gian nhất định. Bệnh nhân được đánh giá qua hệ thống camera 3D kỹ thuật số trước và sau khi sử dụng để xem có sự cải thiện nào hay không. Chúng tôi có một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm là một nam bệnh nhân đang phải ngồi xe lăn. Trên thực tế, anh ấy có thể đứng dậy với sự hỗ trợ của người khác, nhưng không tự tin lắm về việc thực hiện các bước đi. Cuối cùng thì sau 10 tuần thử nghiệm với chân robot này, anh ấy đã có thể đi bộ quanh nhà mà không cần chống gậy và không cần ai hỗ trợ. Khi bị đột quỵ, khoảng 1,9 triệu tế bào thần kinh trong não sẽ bị mất mỗi phút. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến nguy cơ bị liệt, thậm chí là tử vong. Amira cho biết khoảng 75 người sống sót sau cơn đột quỵ sẽ gặp vấn đề về vận động. Bạn biết đấy, các thiết bị robot rất đắt tiền, nhưng chúng tôi đang thấy những loại thiết bị này giảm giá thành. Và quan trọng hơn cả, thiết bị này có thể cho phép bệnh nhân sử dụng ngay tại nhà hàng ngày mà không cần phải đến bệnh viện. Tiếp theo là thông tin về việc hai công ty của Nhật Bản đang thử nghiệm dịch vụ giao hàng sử dụng xe tự hành cỡ nhỏ và hứa hẹn sẽ giải quyết tình trạng thiếu lao động tại quốc gia này. Thử nghiệm diễn ra tại thành phố Ishikari, tỉnh Hokkaido ở cực bắc của Nhật Bản.
Chiếc xe là một loại robot có 20 ngăn chứa đồ, nhờ camera và cảm biến sẽ có thể chạy ở nơi đông người, tránh chướng ngại vật và chạy với vận tốc 15 km/h. Trong thử nghiệm, xe chạy theo đoạn đường đã được chỉ định trước và đến địa điểm giao hàng, khách hàng dùng mật khẩu để mở ngăn chứa đồ và nhận hàng. Các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát của Nhật Bản đang hướng tới tự động hóa để giải quyết tình trạng thiếu lao động do nhu cầu mua hàng trực tuyến ngày càng tăng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.